Tử vi tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, đúng rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuổi kỷ hợi 1959 âm lịch thấy rằng, bản mệnh sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ cục diện phá thái tuế, nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề về kinh tế. Đây là thời điểm rất xấu nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh, thì những người tuổi kỷ hợi rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi ngoài ra rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 trong năm 2024. Người tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 hay còn gọi là đạo viện chi trư, lợn trong tu viện, âm mạng tuổi âm, 66 tuổi, ngũ hành bản mệnh, bình địa một cây trên đất bằng, tướng xương xương con heo, tướng tinh con gấu. Xem tử vi trọn đời thấy rằng. Theo quan niệm dân gian thì người tuổi hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy, tháo vát. Người tuổi này dễ ăn uống, không kén trọng và có cơ thể khỏe mạnh. Tính cách của người tuổi hợi luôn ôn hòa, lương thiện, có khả năng thương mại nên dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào tuổi trung niên. Người kỹ hợi chất phát, không màu mè, khoa trương xong đôi khi lại có những kiến giải vô cùng độc đáo đặc biệt họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận vì họ không bao giờ bắt ép ai phải làm một việc gì mà người đó không thích họ sẵn sàng khoan dung độ lượng trước những lỗi lầm của người khác tuy nhiên khi bị ép quá mức không chịu nổi thì họ cũng sẽ nổi giận và tranh đấu quyết liệt tới cùng nhưng khi xong việc thì họ sẽ chẳng bao giờ để bụng ai người tuổi kỷ hợi không thích mê hoặc những người khác chẳng giỏi lôi cuốn mọi người cũng không nói năng ngọt ngào được mà họ mang trong mình đặc điểm riêng không thể nhầm lẫn được, đó chính là sự chân thật. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi kỷ hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi kỷ hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo phô trương ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn ruột rè bình thường kỷ hợi là những người không thích tranh chấp đôi co với người khác nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình tuy nhiên trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi kỷ hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì tuổi kỷ hợi có khá nhiều hay đẹp trên bước đường công danh và sự nghiệp cuộc sống có nhiều hay đẹp về vấn đề tình duyên cũng như về danh phận sau này. Tiền vẫn có một vài đau khổ trung vận và hậu vận mới được an nhàn. Tuổi kỷ hợi hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 62 đến 78 tuổi, nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, hiền hòa phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Tuổi kỷ hợi trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà quý cô bác ở vào số tuổi 21, 27 và 33 tuổi. Những năm này đề phòng tai nạn hay có hao tài, làm ăn việc gì cũng nên cẩn thận đề phòng, tốt hơn hết là trong những năm này, quý cô bác đừng nên tính chuyện làm ăn lớn lao để tránh sự thất bại bất ngờ. Số phải nhờ gia đình thân tộc trong việc làm ăn, phát triển công danh và sự nghiệp, không có gia đình thì cuộc sống thường bị đảo lộn bất ngờ. Công danh chỉ vào ở khoảng trung bình mà thôi. Về vấn đề sự nghiệp, được vững chắc và có thể hoàn toàn thành đạt vào số tuổi 31 trở đi. Tiền bạc được nhiều may mắn vào thời trung vận và hậu vận. Về tổng thể, người tuổi Kỷ Hợi có những suy nghĩ lạc quan, tích cực, chính vì vậy mà cuộc sống cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp trong năm 2024. Bản mệnh không còn phải lo toan quá nhiều về công việc, tiền bạc, con cái. Tuy nhiên, bản mệnh nên hạn chế tính tình nóng nảy, không nên mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng, trong gia đình thì hãy lắng nghe nửa kia hoặc con cái nhiều hơn. Khi tham gia giao thông, cần đề phòng tai nạn bất ngờ gây tổn hao sức khỏe. Phương diện tài lộc không có quá nhiều biến động, hãy hạn chế tranh chấp để tránh mất tiền không đáng. Tổng quan tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch. Xét về đề chi, hợi gặp thân lâm cục diện hại thái tuế, con đường sự nghiệp của người tuổi kỷ hợi đúng, rằm tháng 7 âm lịch trở nên lắm trong gai, nhiều vướng mắc hơn trước. Những kế hoạch, mục tiêu quý cô bác đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều thậm chí còn bị trì hoãn do quý cô bác phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt người tuổi này cần phải nhắc nhở bản thân luôn bình tĩnh kiên nhẫn chớ nên nỗi nóng kẻo mọi việc lại càng trở nên khó khắc phục hơn khi nghe thấy những lời khích bác xúi dục của kẻ xấu quý cô bác cần phải giữ được lý trí của mình nếu không rất dễ rơi vào bẫy bị kẻ khác đổ ăn hoặc cướp mất công lao xét về thiên can kỷ thổ gặp nhâm thủy là chính tài có chính tài nâng đỡ nên thu nhập của bản mệnh có phần tăng tiến đa phần đều là khoản thu đến từ công việc chính phương diện công danh sự nghiệp của kỷ hợi đang được hậu thuẫn hơn bao giờ hết đặc biệt quý cô bác còn có cơ hội được gặp quý nhân đối phương sẽ đưa ra những gợi ý giúp quý cô bác đi trên con đường phù hợp với mình nếu biết nắm bắt cơ hội đang đến với mình người tuổi này có thể tìm thấy cơ hội phát triển phát huy năng lực cá nhân và đạt được những thứ mình muốn. Tuy vậy thời gian này có thể quý cô bác sẽ vất vả hơn trước. Tài vận của kỷ hợi cũng ở thế vượng phát, nhất là từ những công việc chính. Do đó, đúng rằm tháng 7 âm lịch quý cô bác nên tập trung vào đó, không nên đứng núi này trong núi nọ, rẽ ngang sang, quá nhiều lĩnh vực khác chỉ khiến quý cô bác vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Xem tử vi đúng rằm tháng 7 âm lịch cục diện tương phá khiến cho người tuổi kỷ hợi có thể sẽ rơi vào vòng xoáy tranh đấu đấu đá nội bộ khá gay gắt chưa cần biết ai hơn ai thiệt chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể bản mệnh nghiêm cẩn giữ mình tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống xấu xảy ra tài lộc của tuổi kỷ hợi có dấu hiệu khởi sắc nhưng ở mức độ vừa phải chưa thực sự mạnh kinh doanh buôn bán khá suôn sẻ nhưng đầu tư mạo hiểm có thể gây phá tài Đúng rằng, tháng 7 âm lịch chịu ảnh hưởng nhiều từ hung tinh, gia đình bản mệnh có thể có tang sự, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Ngoài ra, có hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa, huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát. Tử vi đúng rằng, tháng 7 âm lịch tuổi kỷ hợi, thời điểm này vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, nhưng chỉ là thoáng qua, có thể mang tới mối nhân duyên tốt nhưng chưa chắc đã thành công gia đạo có chút bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch trên các phương diện, phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch về đường công danh sự nghiệp, dần hơi gặp nhau y như rằng có dấu hiệu cạnh tranh, đấu đá nội bộ. Bởi thế, tuổi kỷ hợi khó lòng thoát khỏi vòng xoáy này. Bản mệnh chỉ có thể tiết chế cảm xúc, hạn chế chuyện bao đồng để giảm mức độ bị ảnh hưởng mà thôi. Dù ít hay nhiều, khi tâm lý đấu đá ảnh hưởng, hiệu suất công việc khó mà cao được. Đã vậy, bản mệnh đối mặt với không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Có câu càng trên cao gió càng lớn, những ai đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo cần hành sự thận trọng, tránh bị kẻ xấu hãm hại sau lưng. Cần tỉnh táo khi sử dụng những người thân tín bên cạnh kẻo bị phản bội. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tài lộc, mức độ may mắn chỉ ở mức vừa phải. Tiền bỏ túi nhiều hay ít tùy thuộc vào những quyết định táo bạo và sự nỗ lực không ngừng của bản thân quý cô bác là chính. Nếu đang nắm trong tay những hạng mục đầu tư liên quan đến đất đai, bất động sản, tuổi kỷ hợi hoàn toàn tự tin khi tiến hành các giao dịch. Tỷ lệ thành công khá cao, quý cô bác thu về không ít lợi nhuận. Phương diện tình duyên Xem tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tình duyên, gia đạo có chút bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã đề phòng âm sát ngấm ngầm mang kẻ thứ ba đến phá hoại hạnh phúc gia đình. Phương diện sức khỏe Xem tử vi tuổi kỷ hợi 1959 đúng rằm tháng 7 âm lịch về phương diện sức khỏe, sức khỏe tuổi kỷ hợi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Một phần vì phá thái tuế mang lại. Ngoài ra, đúng rằm tháng 7 âm lịch bản mệnh chú ý đi lại thận trọng, tránh bị họa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Tiết trời nồm ẩm, chuyển biến thất thường, người đã có tuổi phải chú ý nhiều hơn đến điều này. Nên hạn chế vận động quá mạnh và liên tục trong thời gian dài, tránh nguy cơ bị đột quỵ. Các gia chủ tuổi kỷ hợi, trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất được hội tụ bởi những tinh hoa phật pháp cùng sự chắc lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô bác để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô bác đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô bác thật nhiều may mắn vạn sự như ý